đèn bàn LED kẹp G1 Pro pin 1500 t trợ thủ đắc lực mang ánh sáng mềm mại, hỗ trợ bảo vệ mắt tối ưu. Để học tập và làm việc, ngoài ánh sáng chính từ đèn trang trí thì bạn cần một loại đèn chuyên dụng để có thể chiếu sáng tập trung. Đó chính là đèn bàn làm việc, bởi vì nó là loại bóng tỏa ít nhiệt lượng, đem lại nguồn sáng mềm mại. Hài hòa, do đó có thể chống các tật khúc xạ mắt. Và chiếc đèn bàn từ thương hiệu Yilai là một thiết bị không thể bỏ qua đèn bàn LED kẹp Eli G1 Pro hỗ trợ bảo vệ mắt tối ưu nhờ thiết kế ống kính quang học và trao đèn siêu mỏng. Có khả năng tập trung ánh sáng tốt và đồng đều hơn nhờ bề mặt phát sáng dạng vòng tròn. Đèn có 3 chế độ ánh sáng giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình đó là học tập, giải trí, đèn ngủ. Đặc biệt, chiếc đèn còn tạo nên sự thu hút nhờ thiết kế độc đáo và linh hoạt vì bạn có thể bố trí trên bàn hoặc có thể kẹp trong phạm vi về dày từ 15 đến 45 mm mà vẫn đảm bảo sự chắc chắn nhờ bên trong kẹp đã được gắn thảm chống trượt tăng độ ma sát. Cùng không làm chảy xước bề mặt kẹp. Hơn nữa, bạn cũng có thể linh hoạt chuyển đổi 360 độ góc chiếu sáng với thiết kế cổ ngỗng được gia công từ vật liệu silicon mềm mại và chịu được lực xoay chuyển mạnh. Chính vì lẽ đó, bạn sẽ say mê với chiếc đèn LED linh hoạt, tiện dụng lại còn đẹp mắt như vậy. Công dụng chính của đèn LED kẹp G1 Pro. Độ sáng hài hòa, giúp bảo vệ mắt. Thiết kế dạng kẹp giúp bạn có thể sử dụng được nhiều nơi. Sử dụng thảm chống trượt tăng độ ma sát, đảm bảo sự chắc chắn, không bị rơi đèn khi kẹp. Với cổ đèn được làm từ silicon mềm mại, chịu được lực xoay chuyển mạnh. Hỗ trợ chiếu sáng và kết hợp tính năng như pin sạc dự phòng. 6 chức năng cho một chiếc đèn pin. Có 3 chế độ ánh sáng phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng như học tập, Giải trí, đèn ngủ. Đèn được trang bị dung lượng pin đến 1.500 mAh cho thời gian chiếu sáng trung bình lên đến 14 giờ. Giúp bạn có thể thoải mái sử dụng. Thao tác thực hiện dễ dàng cho người sử dụng. Tích hợp sạc USB giúp bạn có thể linh hoạt bằng cách cấp nguồn cho đèn trên sạc dự phòng hoặc cổng USB trên laptop. Thông số của sản phẩm. Thương hiệu, e Model, YLTD12YL. Dung lượng pin 1.500mAh Thông lượng ánh sáng 100 lumen Nhiệt độ màu 3700K Chỉ số hoàn màu, da 90 Công suất 5W Điện áp DC 5V1A Kích thước 123x59x442mm Bảo hành 3 tháng Chất liệu của sản phẩm Được làm từ những chất liệu cao cấp giúp đèn có thể cố định chắc chắn, đồng thời bạn cũng có thể xoay chuyển cổ đèn dễ dàng mà không sợ rơi đèn khi xoay. Giới thiệu thương hiệu YEELIGST Yeelight thực chất là một nhánh công ty của Xiaomi. Thương hiệu này nổi trội về các loại đèn chiếu sáng thông minh. Xiaomi là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới và các sản phẩm điện tử nổi tiếng. Với mức giá hấp dẫn và chất lượng quốc tế, các sản phẩm của Xiaomi ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng bởi chất lượng của sản phẩm thiết kế đẹp, bắt mắt và độ bền cao. Địa chỉ bảo hành sản phẩm. Việc bảo hành sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành của Pingo và thời gian bảo hành của từng sản phẩm tại địa chỉ. Số 45 ngách 55 ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.